Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để cài đặt và sử dụng một công cụ tên là Toolkit for Facebook. Thì công cụ này giúp cho bạn có thể tương tác hàng loạt với người dùng ở trên Facebook. Ví dụ như bạn có thể thông qua một nút bấm, bạn có thể like hàng loạt những bài viết hoặc là những comment ở trên cái new feed của bạn, hoặc là bạn có thể mời hàng loạt cái bạn bè của mình để like cái fanpage của bạn, hoặc bạn có thể add hàng loạt những cái danh sách bạn bè của mình vào một cái group nào đó. Thì để có thể cài đặt cái tiện ích này thì bạn vào trong cái cửa hàng Chrome trực tuyến hoặc là ở trên cái trình duyệt Chrome thì bạn vào mục ba chấm, nút ba chấm ở góc phải này, sau đó vào phần đó là More Tool, đó là cái công cụ khác, và vào phần đó là Extension, là tiện ích mở rộng. Sau đó thì ở cái phần này, ở phần ba gạch ở Extension này, bạn chọn vào Open Chrome Web Store để mở lên cái cửa hàng tuyến của Chrome. Sau đó bạn search với từ khóa đó là Toolkit for Facebook. Toolkit for Facebook. Sau đó ở cái biểu tượng này thì bạn chọn vào Add to Chrome. Thì đây là một cái công cụ mà được Facebook hỗ trợ, vì vậy là bạn hoàn toàn có thể yên tâm về trong cái quá trình sử dụng, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái tài khoản của bạn. Và chỉ sau một vài giây thì cài đặt thì nó sẽ hiển thị lên một cái logo biểu tượng ở góc phải bên phải của trình duyệt Chrome của bạn. Rồi như vậy, sau khi cài đặt thì nó sẽ hiển thị một cái logo nhỏ ở góc phải này. Và để sử dụng thì bạn vào trong cái trang Facebook của bạn, sau đó thì vào nhấn vào cái biểu tượng này. Và đây có rất nhiều lựa chọn cho bạn. Ví dụ chẳng hạn như là ở bên dưới này có thể click on visual like button, tức là có bao nhiêu nút ở trên cái giao diện Facebook của bạn, nó hệ thống sẽ tự động like những cái bài viết và comment. Ví dụ như ở đây tôi sẽ sử dụng cái tính năng đó là invite multi Facebook friend to like a page này, tức là mời hàng loạt những bạn bè của mình like một cái fanpage nào đó, ví dụ chẳng hạn. Sau đó chọn vào đây và bạn sẽ nhập vào cái đường link. Rồi, chờ một lát. Bạn sẽ nhập vào cái đường link cái page URL, tức là cái đường link Facebook của bạn. Ví dụ chẳng hạn ở đây tôi có một cái page trang cá nhân của tôi chẳng hạn. Sau đó nhập vào cái đường link và URL này vào đây, sau đó thì chọn vào cái độ trễ giữa những cái lời request này, là những cái lần lời mời. Ví dụ chẳng hạn đây tôi sẽ chọn là 3 giây chẳng hạn, cái thời gian này càng dài thì càng tốt. Ví dụ như bạn chọn thời gian ngắn quá thì hệ thống nó sẽ nhận diện là bạn thao tác quá nhanh và có thể là khóa cái tính năng lại trong một cái thời gian, ví dụ là một vài giờ và một vài ngày chẳng hạn. Và sau đó chọn vào Select All Friends này, lựa chọn toàn bộ danh sách bạn bè của mình. Rồi sau đó chọn vào Start Inviting Friends. Rồi sau đó vài giây thì là cái hệ thống này đã chạy và bạn có thể thấy là những cái dòng màu xanh lá này, invitation extend này, là báo là bạn đã mời thành công cái lời mời cho những cái người bạn ở trong danh sách của mình. Hoặc bạn có thể sử dụng cái tính năng đó là, ví dụ như ở đây có thể là add hàng loạt bạn bè của mình vào một cái group nào đó, thì bạn chọn vào logo biểu tượng ở đây, sau đó chọn là Add multiple or Facebook friend and a group member. Chọn đây. Ví dụ chẳng hạn tôi sẽ lấy đường link một cái group nào đó. Rồi sau đó thì nhập cái đường link Facebook group vào đây. Và sau đó cũng tương tự như vậy, chọn cái độ trễ cho những cái lời mời này. Như ở đây tôi chọn là 3 giây. Sau đó chọn toàn bộ bạn bè của mình và sau đó nhấn vào Start để bắt đầu.
Rồi và hệ thống đã đang chạy. Thì bạn có thể thấy một số thông báo, một số thành viên khi đã là trong group rồi thì sẽ báo là đã trở thành thành viên của group. Đó, group member is added này, tức là thành viên đã được add vào trong group. Ví dụ như ở đây, bên này vẫn đang chạy. Và rất là đơn giản, chỉ sau một vài thao tác thì bạn có thể thực hiện việc mời hàng loạt bạn bè của mình để like cái fanpage của bạn, hoặc là add hàng loạt cái danh sách bạn bè của mình vào cái một cái group nào đó. Và với cái công cụ này thì bạn không quá nên lạm dụng. Một ngày bạn chỉ nên sử dụng và đưa ra vài trăm cái lời mời, hoặc là add vài trăm người, 200-300 người vào group, để tránh tình trạng là Facebook đánh giá là bạn lạm dụng cái công cụ này, và nó hệ thống sẽ khóa tính năng này lại nếu như bạn sử dụng lạm dụng cái công cụ này. Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video chia sẻ tiếp theo của tôi. Xin chào.